Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa ngoài, loa nghe nhạc của điện thoại Huawei Nova đang có mặt tại Di Động Cao Cấp .vn. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa ngoài, loa nghe nhạc trên điện thoại Huawei Nova không sử dụng được, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn luôn cũng không, là do cái phần loa này đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Hiện nay Di Động Cao Cấp .vn có tất cả linh kiện trên điện thoại Huawei Nova nói chung và phần loa ngoài, loa trong, loa nghe gọi trên Huawei Nova nói riêng mới bị quạ. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp .vn, chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể về dịch vụ thay mới loa trong, loa ngoài trên điện thoại Huawei Nova, khắc phục các lỗi sự cố trên điện thoại Huawei Nova mà quý hàng đang gặp phải, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di Động Cao Cấp .vn.